nếu có thể hiểu rõ thâm nghĩa trong kinh phật ý nghĩa thâm sâu có thể nói rõ ràng minh bạch giải tán nghi kết chúng ta hoài nghi kết là chúng ta không thể lưu thông là nơi không thông qua được nếu mở được chúng ta thật sự được thọ dụng tâm hoàn toàn thành kính không nhớ các điều ác tuy họ có sai lầm nhưng không nên nghĩ đến nó đây là chúng ta thường nói thường khuyến khích mọi người mỗi người chúng ta đều có lương tâm nên nhớ tâm là lương tâm vô cùng lương thiện nếu ta đem lương tâm của mình đi thu thập rác rưởi của người khác tội nghiệp của người khác để vào trong tâm mình như vậy là sai lương tâm ta biến thành thùng rá của những người tạo ác nghiệp quý vị là người thông minh ư người thông minh sao lại đem lương tâm của mình để đựng rác rưởi của người khác chúng ta phải đem lương tâm của mình chứa đựng giáo huấn của thánh hiền nhân chứa đựng ngôn ngữ hành vi thiện của tất cả người thiện mới có thể giúp chúng ta nâng cao mới có thể giúp chúng ta thành tựu nên chúng ta phải tận tâm đối với những người này Phải yêu thương học tập họ Họ có tập khí khuyết điểm gì Có khi là đại quyền thị hiện Phạm phu nhìn không hiểu Họ ở đó quá độ chúng sanh người căn tánh khác nhau dùng phương pháp khác nhau. Điều sau cùng trong tứ nhất pháp gọi là đồng sự. Điều này thông thường khi chúng ta nói đều có một chút cấm kỵ, không dám nói rõ, nói rõ sợ người khác nghe sai, hiểu sai ý nghĩa. Nên tôi nói đến đồng sự. Tôi đều nói chúng ta và Phật đồng sự, và Bồ Tát đồng sự. Tôi không dám nói đồng sự với thế nhân. Đồng sự với thế nhân, người này thích nhảy, quý vị ngày ngày đi nhảy với họ. Người đó thích đánh mạt chữ, quý vị ngày ngày đi đánh với họ, đó gọi là đồng sự. Phải như vậy chăng? Đúng như vậy. Bồ Tát có thể làm. Vì sao vậy? Vì họ muốn độ những người đó. Quý vị không ở với họ Làm sao độ được họ Họ nhảy rất giỏi Mọi người đều hâm mộ Quý vị học từ đâu vậy Học từ Phật A Di Đà Từ Phật A Di Đà Đúng vậy Vũ đài lớn ở thế giới cực lạc Đưa họ đến cửa Phật như vậy Đây gọi là chân thiện tri thức Đánh mạc trượt đều thắng tiền, không hề thua. Quý vị học từ đâu vậy? Tôi học từ Phật A-di-đà có trí tuệ bởi vậy họ có thể từ phương diện này đưa người khác đi vào chánh đạo đây là điều sau cùng trong tử nhiếp pháp quá cao siêu nếu quý vị không có bản lãnh này để học như vậy quý vị không phải là quý vị dẫn họ mà bị người ta dẫn chạy Thật sự có bản lĩnh thì được Là điều sau cùng trong tứ nhiếp Pháp Đó là chư Phật Bồ Tát độ những chúng sanh làm ác Dùng phương pháp phi thường này Nên nói là chúng ta nhìn thấy họ làm ác Có thể họ đang ở trong đó Chính là muốn quá độ chúng sanh Họ đã áp dụng thủ đoạn phi thường này Bởi thì chúng ta không được cho rằng họ là ác Vì chúng ta nghĩ điều ác của họ Sẽ làm khởi dậy ý niệm ác của chúng ta Đây là sai lầm tuyệt đối Diễn diễn không nên nhớ chuyện ác của bất kỳ ai Duy trì sự thuần tịnh thuần thiện của bản thân không thấy lời ác Không nghe lời ác Tuyệt đối không để trong lòng Tâm chúng ta mới an vui mới tự tại Thuân tỉnh thuân thiện Không có ác niệm Không có ấn tượng ác ở trong đó